Kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 1, các lực lượng của Mỹ và Anh tấn công hơn 60 mục tiêu của Houthi ở Yemen. Khi cuộc xung đột leo thang, hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu càng trầm trọng. Tesla đang tạm dừng hầu hết hoạt động sản xuất tại nhà máy ô tô điện quy mô lớn của họ ở Đức vì các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp linh kiện. Các nhà bán lẻ đang cảnh báo về tình trạng giao hàng chậm trễ và chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ngày càng tăng. Giá dầu cũng đang tăng cao. Dầu Brent và dầu thô Mỹ tăng khoảng 3% vào ngày 12 tháng 1 do lo ngại về chiến tranh khu vực rộng lớn hơn có thể làm gián đoạn nguồn cung. Trong một báo cáo công bố hôm 9 tháng 1, Ngân hàng Thế giới cảnh báo sự gián đoạn đối với các tuyến đường vận chuyển quan trọng đang làm sói mòn mạng lưới cung ứng. Trước mối đe dọa từ Houthi, 6 trong số 10 công ty vận tải container lớn nhất thế giới Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA, CGM, ZIM và One tránh Biển Đỏ hoàn toàn hoặc phần lớn. Mối nguy hiểm đối với thủy thủ đoàn, hàng hóa và tàu thuyền đã buộc các hãng vận tải phải định tuyến lại các tàu vòng qua mũi hảo vọng ở Nam Phi, dẫn đến sự chậm trễ lên tới 3 tuần. Giám đốc điều hành Maersk, Vincent Klerz, nói với Financial Times hôm 11 tháng 1 rằng việc thiết lập lại lối đi an toàn qua Biển Đỏ có thể mất vài tháng. Ông nói thêm, điều đó có khả năng gây ra những hậu quả khá đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức cho biết hôm 11 tháng 1 rằng thương mại toàn cầu đã giảm 1,3% từ tháng 11 đến tháng 12/2023 do hậu quả của các cuộc tấn công vào tàu chở hàng ở Biển Đỏ. Chi phí vận chuyển đã tăng cao và cuối cùng có thể ảnh hưởng đến giá tiêu dùng nếu chiến tranh Israel-Hamas leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn hoặc Houthi quyết định chuyển hướng tấn công vào các tàu chở dầu và tàu chở hàng trời, vận chuyển các nguyên liệu thô quan trọng như quặng sắt, gỗ, ngũ cốc, thì hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu còn nghiêm trọng hơn. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhận định, trong bối cảnh xung đột leo thang, nguồn cung cấp năng lượng cũng có thể bị gián đoạn đáng kể, dẫn đến giá năng lượng tăng đột biến. Điều này sẽ có tác động lan tỏa đáng kể đến giá cả hàng hóa khác. Một số nhà sản xuất ô tô châu Âu đã định tuyến lại các chuyến hàng của họ quanh mũi hảo vọng. Người phát ngôn của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho biết, điều này dẫn đến chi phí cao hơn và giao hàng chậm khoảng 2 tuần. Công ty nội thất Thụy Điển IKEA đã cảnh báo về sự chậm trễ trong vận chuyển và có thể thiếu hụt một số sản phẩm. Nhà bán lẻ quần áo Next của Anh nói, những khó khăn trong việc tiếp cận kênh đào Suez nếu kéo dài thì có thể gây ra một số chậm trễ trong việc giao hàng vào đầu năm. Hãng giày dép Mỹ Coach cũng cho biết các mặt hàng gửi đến châu Âu sẽ mất thêm 2 tuần để đến nơi. Ngoài việc tăng giá cước vận chuyển giao ngay sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, nhiều hãng vận tải đang tính thêm các khoản phụ phí khẩn cấp. Theo hãng Freightos, giá trọn gói 5.000 đến 8.000 đô la Mỹ mỗi container cho các tuyến thương mại chính xuất phát từ châu Á cao gấp 2,5 đến 4 lần mức bình thường. Với loạt cơn gió ngược, nhìn chung kinh tế toàn cầu của năm 2023 tiếp tục là một năm ảm đạm. Mức độ bấp bênh của nền kinh tế toàn cầu được nhận định sẽ giảm và kịch bản hạ cánh mềm dần sáng hơn trong năm 2024. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Trong những tháng cuối năm 2023, nền kinh tế toàn cầu đã đón nhận một số tín hiệu tích cực như lạm phát tại Mỹ và Eurozone đã hạ nhiệt và xuất khẩu của Trung Quốc tăng vượt dự báo. Tuy nhiên, nhìn chung cả năm 2023 tiếp tục được xem là một năm ảm đạm đối với nền kinh tế toàn cầu khi các động lực tăng trưởng yếu hơn kỳ vọng trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, căng thẳng địa chính trị kéo dài và sự phân mảnh kinh tế toàn cầu sâu sắc hơn. Vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed siết chặt chính sách tiền tệ ở mức nhanh nhất trong hơn 40 năm trở lại đây nhằm kiềm chế lạm phát là yếu tố được nhắc đến nhiều nhất. Động thái này đã và đang gây ra nhiều tổn thương kinh tế trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển và những nước nghèo. Việc Fed liên tục tăng lãi suất buộc hầu hết các ngân hàng trung ương khác phải bước vào cuộc đua lãi suất nhằm cân bằng tỷ giá, khiến lãi suất trên toàn cầu tăng vọt. Lãi suất đồng đô la Mỹ tăng khiến dòng vốn ồ ạt rút khỏi các thị trường mới nổi, tập trung quay về đầu tư tại Mỹ nhằm phòng tránh rủi ro và hưởng lãi suất cao. Đồng thời, đồng đô la Mỹ mạnh lên còn khiến chi phí nhập khẩu hàng hóa của nhiều quốc gia trở nên đắt đỏ hơn. Những yếu tố này làm suy giảm tổng cầu thế giới, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa bị thu hẹp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất thương mại quốc tế. Trung Quốc từng kỳ vọng sẽ là một trong những đầu tàu tăng trưởng của toàn cầu trong năm 2023, khi nước này tái mở cửa hoàn toàn trở lại. Trên thực tế, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã có khoảng thời gian phục hồi mạnh mẽ, đưa mức tăng trưởng năm 2023
của nước này lên 5,2%, vượt mức dự kiến trước đó là 5,1%. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2023 trở đi, đã phục hồi chậm dần khi người tiêu dùng Trung Quốc thắt lưng buộc bụng, xuất khẩu giảm do nhu cầu bên ngoài ảm đạm và cuộc khủng hoảng kéo dài trên thị trường bất động sản. Sự chứng lại của nền kinh tế Trung Quốc đã có tác động dây chuyền tức thời đến loạt nền kinh tế khác, bởi nước này vừa là công xưởng của thế giới, vừa là khách hàng nhập khẩu lớn nhất nhiều loại hàng hóa, nguyên liệu thô. Những quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu khoáng sản như Brazil, Australia và các linh kiện điện tử như Hàn Quốc, Nhật Bản được đánh giá là chịu tác động mạnh nhất. Hoạt động kinh tế toàn cầu năm 2023 còn chịu tác động đáng kể từ loạt căng thẳng địa chính trị, xung đột kéo dài giữa Nga-Ukraine và mới đây nhất là xung đột giữa Israel, nhóm Hamas đang thúc đẩy sự phân mảnh của thương mại toàn cầu thành các khối. Dòng chảy thương mại toàn cầu dần được tái cấu trúc theo một số xu hướng chính, gồm dịch chuyển về gần với thị trường tiêu thụ, dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các nước đồng minh và thân thiện, thay vì các nhà xuất khẩu hiệu quả nhất. Những thay đổi này đang tác động đa chiều đến lợi ích thương mại toàn cầu, đặc biệt là với các nước đang phát triển. Các căng thẳng địa chính trị còn gây ra những rủi ro nghiêm trọng về nguồn cung nhiều loại hàng hóa như năng lượng, phân bón, khiến các hoạt động sản xuất dễ bị tổn thương hơn. OECD vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ chỉ đạt 2,7%, thấp hơn so với mức ước tính 2,9% của năm 2023. Tuy nhiên, OECD nhận định kinh tế toàn cầu có thể hạ cánh mềm, đặc biệt là tại các nước phát triển, thay vì rơi vào suy thoái như các lo ngại trước đây. Lực đỡ cho nền kinh tế toàn cầu chủ yếu đến từ kỳ vọng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn cầu đang đi vào pha kết thúc. Lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trên khắp các nền kinh tế G10, trừ Nhật Bản và thị trường mới nổi, và hoạt động sản xuất dần bước qua đáy. Đồng quan điểm với OECD, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đánh giá, sự bấp bênh trong nền kinh tế toàn cầu ở thời điểm hiện tại đã giảm xuống đáng kể so với hồi đầu năm 2023. Tuy nhiên, các rủi ro giảm tốc phần lớn ngát các động lực tăng tốc của nền kinh tế trong năm 2024. OECD hiện dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2024 đạt 1,5% so với mức ước tính 2,4% của năm 2023. Nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và tăng trưởng việc làm tại Mỹ được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn kể từ nửa cuối năm 2024 khi lạm phát hạ nhiệt, thúc đẩy Fed có động thái giảm lãi suất. Đối với Trung Quốc, kinh tế được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhưng sẽ chững lại sau 30 năm thăng hoa. Người dân Trung Quốc có thể tiếp tục hạn chế chi tiêu, xuất khẩu sẽ ở mức yếu khi nhu cầu toàn cầu vẫn ảm đạm. Đồng thời, thị trường bất động sản của nước này vẫn trong quá trình phục hồi. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế tại khu vực Eurozone trong năm 2024 kỳ vọng sẽ đạt mức 0,9% trên mức nền thấp của năm 2023, ước tính 0,7%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến việc người tiêu dùng tăng chi tiêu khi tiền lương tăng nhưng lạm phát giảm dần. Tuy nhiên, OECD lưu ý, nền kinh tế Eurozone vẫn dễ bị tổn thương nếu giá năng lượng và các loại hàng hóa tăng cao trở lại. IMF lưu ý, mặc dù đã có một số tín hiệu tích cực xuất hiện, hoạt động đầu tư trên toàn cầu vẫn đang thấp hơn so với trước đại dịch. Trong đó, các doanh nghiệp đều ngại mở rộng sản xuất, kinh doanh và không muốn dấn thân vào rủi ro trong bối cảnh lãi suất cao, căng thẳng địa chính trị và nhiều chính phủ ngừng các biện pháp kích cầu tài khoá. Đồng thời, lòng tin trong thương mại quốc tế đang bị xói mòn khi các quốc gia đang ngày càng sẵn sàng vũ khí hóa các mặt hàng quan trọng nhằm đạt các mục tiêu kinh tế lẫn phi kinh tế. Điển hình, tính đến cuối quý 3 năm 2023, đã có tổng cộng 26 quốc gia cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu 39 loại hàng hóa nông sản như gạo, đường và vật tư nông nghiệp quan trọng như phân bón. Cùng với đó, 24 quốc gia thành viên Liên minh OPEC Plus thực hiện các biện pháp giảm sản lượng khai thác nhằm giữ giá dầu thô ở mức cao. Những động thái này khiến cuộc chiến chống lạm phát trên toàn cầu trở nên phức tạp hơn, cũng như đe dọa đến an ninh lương thực, an ninh năng lượng của nhiều quốc gia. Cả OECD và IMF kêu gọi các quốc gia cần tiếp tục thực thi các chính sách tiền tệ nhằm giảm lạm phát, phục hồi thương mại toàn cầu và điều chỉnh chính sách tài khoá để sẵn sàng đáp ứng những thách thức hoặc cú sốc trong tương lai. Xoay quanh những dự báo trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm tại phần xem thêm ở cuối video này. Quý vị và các bạn hãy xem đến hết video và nhấn vào link video xem thêm để cùng biết nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.
Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.